người từng ăn tối cùng cựu giám đốc Hansinko dương tính với nCoV. Bệnh nhân cách ly tập trung từ ngày 12 tháng 5 và có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV sau một tuần. Sáng 20 tháng 5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ông NHH, 45 tuổi, trú tại 20 Núi Trúc, Giảng Võ, từng ăn tối với bệnh nhân Nguyễn Văn Thành, cựu giám đốc Hansinko vào ngày 11 tháng 5. Ngày 12 tháng 5, ông Hát thực hiện tự cách ly tại phòng 3705, tòa nhà S2 Sunshine, Đông Ngạc, Bắc Tử Liêm. Trung tâm Y tế Bắc Tử Liêm đã lấy mẫu xét nghiệm lần một cho bệnh nhân và có kết quả âm tính. Cùng ngày, người này được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Thạch Thất. Ngày 19 tháng 5, người này có triệu chứng ho, tức ngực. Kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy ông dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, chùm ca bệnh liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh đến nay đã có tổng cộng 19 người, bao gồm 2 F0. Người liên quan đến chủng ca bệnh tại Mão Điền, Bắc Ninh là bà MTN, nữ 48 tuổi, trú tại Dân Hòa, Thanh Oai. Người này là đồng nghiệp của bệnh nhân đã được công bố mắc COVID-19. Như vậy, ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 96 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cùng 8 chủng ca bệnh, gồm Đà Nẵng 38 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 17 ca, Bắc Ninh 16 ca, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 9 ca, Hưng Yên 6 ca, chuyến bay VN-160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29 tháng 4 5 ca, Hà Nam B...